Cổ lực Na Trát sinh ra trong một gia đình dân tộc Duy Ngô Nhĩ thuộc khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc. Tên đầy đủ của cô là Cổ lực Na Trát Nhĩ, Bái Hợp Đề Á Nhĩ. Từ nhỏ, cô đã được ba mẹ cho theo học tại Học viện Nghệ thuật Tân Cương. Năm 16 tuổi, Na Trát được các tay săn ảnh phát hiện trên đường. Từ đó, cô bắt đầu làm người mẫu bán thời gian cho các thương hiệu áo cưới và tạp chí. Năm 2011, Na Trát thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Ngay từ khi bước vào cổng trường, cô đã được các tay săn ảnh chú ý, từ đó trở nên nổi tiếng trong cộng đồng mạng, được khen ngợi là thí sinh xinh đẹp nhất năm đó. Tháng 8 cùng năm, cô được chọn tham gia bộ phim Hiên Viên Kiếm Thiên Chi Ngân cùng các ngôi sao như Hồ Ca, Lưu Thi Thi, Đường Yên. Trong suốt khoảng thời gian còn là sinh viên trường Bắc Điện, Na Trát tham gia không ít phim, truyền hình. Sau đó cô tốt nghiệp vào năm 2015 và danh tiếng không ngừng được biết đến rộng rãi. Diễn xuất và gia tài phim ảnh của Cổ lực Na Trát. Từ năm 2012 đến 2019, Cổ lực Na Trát đã tham gia vào 10 phim điện ảnh và 11 bộ phim truyền hình. Đa số những bộ phim Na Trát đóng chính đều không có thành tích quá ấn tượng, chỉ có Trạch Thiên Ký là có danh tiếng khá tốt. Tuy nhiên, diễn xuất của người đẹp vẫn vấp phải nhiều tranh luận, trong đó vai diễn gây ra nhiều tranh cãi cũng như thu hút nhiều chú ý nhất vẫn là vai điêu thuyền trong bộ Võ Thần Triệu Tử Long. Cổ lực Na Trát điêu thuyền. Điêu thuyền được coi là mỹ nhân bế nguyệt trong thời Tam Quốc, là một trong tứ đại mỹ nhân nổi tiếng của lịch sử Trung Hoa cùng Vương Chiêu Quân, Tây Thi và Dương Quý Phi. Nàng là nhân vật khiến liên minh Đồng Trác, Lữ Bố tan rã vì sắc đẹp. Trên màn ảnh, không ít lần điêu thuyền được tái hiện, nhưng không phải ai cũng nhận được sự khen ngợi. Nhưng trong khi nàng hầu Mạnh Tưởng Nghĩa được khen hết lời, dù chỉ nhận một vai nhỏ, thì vai diễn điêu thuyền của Cổ lực Na Trát lại vấp phải khá nhiều phê bình. Nữ diễn viên Tân Cương tuy sở hữu nhan sắc xuất chúng nhưng bị chỉ trích vì chỉ như xác không hồn, thiếu đi đại khí và nội tâm của điêu thuyền. Nhiều nhà phê bình lên tiếng chê cô là bình hoa di động. Hè năm 2019, Trả Lại Thế Giới Cho Em do Dương Thước và Cổ lực Na Trát đóng chính đã lên sóng sau chuỗi ngày dài ngâm giấm. Trả Lại Thế Giới Cho Em vừa lên sóng đã chiếm được cảm tình của khán giả, đạt rating ổn định, đứng thứ 6 trong top 30 phim truyền hình chiếu đài. Sau khi Trả Lại Thế Giới Cho Em kết thúc, Na Trát nhận được nhiều lời khen ngợi là đã tiến bộ hơn trong diễn xuất. Mặc dù chưa đạt tới mức xuất thần, nhưng dù sao đây cũng là một bước tiến đáng ghi nhận của người đẹp. Mới đây, phim truyền hình 10 năm 3 tháng 30 ngày lên sóng vào ngày 19 tháng 9 năm 2019, sau 2 năm đắp chiếu. Khác với Trả Lại Thế Giới Cho Em có phần hơi kén đối tượng hơn một tí, vì lấy đề tài về lĩnh vực thời trang và đánh vào khán giả trưởng thành. 10 năm 3 tháng 30 ngày, trẻ trung hơn và gần gũi với đời sống hơn, kèm theo lại còn có một dàn hậu cung sở hữu nhan sắc khó lòng chê bai. Vì thế, chỉ sau 3 tập đầu tiên, bộ phim đã khiến một bộ phận khán giả phải rối rít không ngừng vì những cảnh tình cảm đầy lãng mạn giữa Cận Nhiên, Đậu Kiêu và Viên Lai Na Trát. Bộ phim đứng đầu danh sách những bộ phim truyền hình được chú ý nhất thời điểm phát sóng. Đồng thời, phản ứng hóa học giữa Đậu Kiêu và Cổ lực Na Trát được đánh giá là rất đáng tiền. Bên cạnh những tình tiết tán tỉnh vừa đáng yêu vừa hài hước hay những phân đoạn tình cảm ngọt ngào nhưng cũng đầy đau khổ giữa hai nhân vật chính lẫn các cặp đôi phụ, yếu tố nhan sắc của Cổ lực Na Trát cũng góp phần không nhỏ trong việc thu hút người xem phim. Từng là đối thủ của Địch Lệ Nhiệt Ba. Địch Lệ Nhiệt Ba vừa gia nhập showbiz không bao lâu, đã sở hữu hai vai diễn để đời là Cao Văn trong Người Tình Kim Cương và Bạch Phượng Cửu trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Liên tục đóng chính trong rất nhiều tác phẩm nổi tiếng như Nghìn Lẻ Một Đêm, Lý Huệ Trân Xinh Đẹp, Kiêu Ngạo và Định Kiến, Liệt Hỏa Như Ca, Lệ Cơ Chuyện. Còn Cổ lực Na Trát lại bị người bạn đồng niên này áp đảo hoàn toàn. Bộ phim duy nhất của Cổ lực Na Trát nhận được lượt rating khả quan chính là Trạch Thiên Ký đóng chính cùng Lộc Hàm. Hầu hết những tác phẩm còn lại của cô đều không đạt mức bùng nổ. Mặc dù cả hai thường xuyên dính líu tới những tin đồn không hay, Nhiệt Ba thì thường xuyên bị đồn chảnh chọe bỏ tiền mua giải thưởng, Na Trát thì có đời tư khá ồn ào, bị moi móc quá khứ với bạn trai cũ, còn từng có thời gian bị dân mạng mắng nhiếc không ngừng vì bị cho là người thứ ba xen vào chuyện tình của Trịnh Sảng, Trương Hàn. Trong khi Nhiệt Ba đã có trong tay kha khá vai diễn khiến khán giả nhớ mặt gọi tên và nằm trong top tứ đại đỉnh cấp lưu lượng, thì Na Trát dường như chưa có thành tích gì quá nổi bật. Tuy nhiên, mọi thứ đang dần chuyển đổi theo chiều hướng ngược lại. Năm 2019, Cổ lực Na Trát có hai phim liên tiếp được phát sóng mặc dù phải đối mặt với sự thắt chặt của Cục Điện ảnh trước thềm sự kiện kỷ niệm 70 năm Giải phóng Trung Quốc. Trong khi đó, Nhiệt Ba sau khi nhận được giải Thị hậu Kim Ưng danh giá vào cuối năm 2018 đã vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ. Trong vòng một năm nay, Nhiệt Ba dường như không nhận được bất cứ kịch bản phim ảnh nào. Trương Hàn và Cổ lực Na Trát, câu chuyện người thứ ba oan nghiệt. Lúc Trương Hàn và Trịnh Sảng chia tay, Trương Hàn đã bị chỉ trích vì lăng nhăng, có bạn gái vẫn còn qua lại với Cổ lực Na Trát. Vì thế khi Cổ lực Na Trát và Trương Hàn xác nhận chuyện hẹn hò lại càng khiến cho thông tin này thêm phần đáng tin cậy. Vì thế ngay từ lúc bắt đầu, cặp đôi này đã vấp phải làn sóng phản đối vô cùng gay gắt. Trong thời gian quen nhau, Trương Hàn và Cổ lực Na Trát là cặp đôi có chuyện tình cảm phức tạp nhất nhì Cbiz. Nguyên nhân chính cũng là vì những dư luận trái chiều sau khi Trương Hàn dứt khoát chia tay Trịnh Sảng. Tuy nhiên, hạnh phúc ngắn chẳng tay gang, chỉ sau 3 năm mặn nồng, cô cùng Trương Hàn đã chia tay. Thông tin này được Đường Nhân Ảnh Thị, công ty quản lý Cổ lực Na Trát, đưa ra thông báo xác nhận vào ngày 25 tháng 12 năm 2017, tiết lộ nguyên nhân của sự đổ vỡ là do những áp lực từ dư luận. Bởi vì công việc nên thời gian bên nhau của họ luôn ít, xa cách lại quá nhiều. Cổ lực Na Trát cùng Trương Hàn chia tay từ giữa tháng 10, cộng thêm những áp lực từ dư luận đối với chuyện hẹn hò, nên hai người cũng quyết định chia tay. Phía Cổ lực Na Trát cho biết, Cổ lực Na Trát phẫu thuật thẩm mỹ. Cổ lực Na Trát luôn xuất hiện hoàn hảo trước mắt công chúng, nhưng vẫn bị cộng đồng mạng bóc mẽ, loạt hình ảnh khác lạ trong quá khứ. Nhiều người nghi ngờ Na Trát đã động dao kéo để xinh đẹp như hiện tại. Đỉnh điểm là vào năm 2017, rất nhiều fan đã lấy ảnh quá khứ của Na Trát ra so đo, chứng minh cô nàng đã phẫu thuật thẩm mỹ. Trước kia, gương mặt của cô tròn đầy, phần xương quai hàm rộng hơn khá nhiều so với hiện tại. Mụn ruồi và nhiều tì vết khác trên gương mặt cũng đã biến mất hoàn toàn. Hàm răng không đều giờ đây đã thẳng hàng tăm tắp, trắng bóng khác lạ. Tuy nhiên, tất cả những chuyện này đã là chuyện của quá khứ. Nếu là người dõi theo Na Trát trong suốt nhiều năm qua, sẽ thấy nhan sắc của Na Trát càng ngày càng đẹp ra, càng ngày càng xuất sắc nhưng vẫn không khác biệt với ngày trước. Nếu ngày xưa là 19-110 với Địch Lệ Nhiệt Ba, thì bây giờ lại có đôi phần lấn át. Nguyên nhân chủ yếu là vì Cổ lực Na Trát kiểm soát cân nặng khá tốt, mọi thứ đều ở mức gầy vừa phải, không còn múp và cũng không còn quá gầy như thuở mới nổi. Ở những góc hình do fan chụp vội, chưa qua xử lý, Na Trát vẫn vô cùng xinh đẹp và tự nhiên.